Dạ em Thúc Euro Sài Gòn anh kính chào nè. Em giới thiệu anh em hai chiếc SUV của hãng BMW. Thì đây chiếc phương tay trái là chiếc BMW AXW 2500. Thì chiếc này nó sở hữu một cái bát 25 anh em ha, một cái bát 25 gân cao su. Đây là phần lưới dây căng nè, lưới dây căng rất là đẹp, tem mát logo lũ ha. Lưới không sùi, không rách, không lủng tí tẹo nào cả. Đây là phần lưới dây căng. Rồi. Rồi về phần chiếc 2500 thì nó sở hữu một cái bát 25 ha, 25 cm. Thì đối với chiếc 2500 này là nó sản xuất riêng cho thị trường Nhật anh em, riêng cho thị trường Nhật nên nó sử dụng đặc biệt là sử dụng điện 100V thôi, 100V anh em ha. Đây anh em xem tiếng loa rất là mới nè. Bát 25 cm, nó là gân cao su ha. Thì về kích thước của chiếc SUV BMW 2500 này, kích thước nó là 31.5 vuông anh em ha, và hậu sâu vào là 40 và nặng là 23.5 kg, nó rất là nặng ha. Và trong cái tầm tiền thì 14.500 thì anh em có thể so sánh nó với những chẳng hạn như Yamaha SW 800 thì cũng cùng một cái phân khúc tầm giá và phân khúc bát ha, thì đều sử dụng bát 25 hết. Thì đây là một cái đối tượng lựa chọn cho anh em để chơi gia đình rất là hay. SUV BMW đánh cực kỳ hay, và những cái đời của BMW này cái bát nó rất là to nè, cái cũ rất là to. Ví dụ như cái SUV này nó 23,5 kg đi thì cái cũ nó phải tầm 11-12 kg cho cái cũ này. Cũ từ nó rất là to và rất là dày đấy. Rồi về tổng thể cái SUV này nó rất là đẹp nè, vuông thành sắc góc hết ha, không chạy không chóc tí tẹo nào cả, rất là đẹp. Thì chiếc SUV này thì anh em nào phù hợp trong không gian vừa phải thì anh em chơi chiếc này, vừa tiết kiệm được kinh phí và không gian ha, và nó đánh rất là lợi lực anh em. Đấy. Rồi phần phía sau lá em xây là hai cái em quay luôn lần ha. Rồi qua bên đây là chiếc BMW CDM, đây là phần lưới dây căng nè, lưới căng đẹp không lồi, không rách, không lủng tí tẹo nào cả, chân cẳng là nguyên bản hết. Rồi thì nó sở hữu một cái bát 30 cm này, gân cao su luôn ha, màn giấy gân cao su, gân rất là dày và to. Và cái đời những cái đời này cũ nó rất là khủng anh em, to và nặng lắm. Thì cái bộ cũ nó thường thường nó chiếm gần bằng 1/2 giá trị trọng lượng của chiếc SUV. Đây anh em xem này, một bên là 25, một bên 30 ha. Nó sẽ một cái màu rose gold rất là đẹp, không có đèn dội hết anh em ha, rất là mới luôn. Và chiếc này thì anh em nó auto điện, anh em ghim điện nào thì xài điện đấy ha, nó từ 100 đến 240V anh em ghim điện nào cũng được hết. Này tiếng lò rất là mới nè, nó sụ một cái bát ra vào kích thước ha, bát 30 cm rồi, và kích thước nó là 40, ngang 40 và cao lên cũng là 40, và hậu sâu và là 47 ha, hậu sâu là 47 và nặng 32,5 kg. Đây anh em xem cái độ sâu nó và cái chiều ngang nó ha. Đấy, rất là đẹp. Đây, phần phía sau. Thì trong cái tầm giá CDM, dòng CDM này thì nó giá là 19,5 triệu anh em ha, 19,5 triệu. Và dòng AXW 2500 thì nó là 14,5 triệu ha. Thì cả hai dòng này nó đều sản xuất tại England hết anh em ha, bắt anh England hết. Đây phần phía sau anh em xem nè, rất là mới, vuông thành sắc góc hết. Đây là volume này, cắt pha ha, và đường in vào nè, một đường in vào, hai đường out ra, anh em muốn ké thiết bị khác thì anh em đi vào đây. Đây BMW AXW 2500, đây 100V, công suất là 600W. Những cái dòng SUV BMW này nó cho ra công suất rất là lớn nè, bởi nó đánh tiếng rất là đầy ha. Đây AXW 2500 series ha, 6105, bán anh đến lần thì những cái dòng này đều sản xuất tại đến lần hết anh em ha. Những cái dòng này nó không có sản xuất nước thứ hai thứ ba ha, nó không có giò công ở
những nước khác. Rồi cái dòng CDM cũng vậy nè. Đây CDM, bữa nay nó là CDM anh em ha, series này 2040 mới nên ấn lệnh ha. Thì nó là auto wall, anh em ghim điện nào thì anh em xài điện đấy ha. Đấy nó cũng volume nè, chính nè, cắt khoa nè, chế độ EQ nè, cắt tần số nè. Đấy là bằng tản nhiệt phía sau. Thì nói về chất tiết của BMW, anh em mà sử dụng nghe nhạc cao kê rất là hay, bánh bass nó đánh rất là đầy ha, rất là đầy và rất nội lực, tiếng rất là sâu luôn. Rồi để em quay lại phần phía trước anh em ạ, với lại một lần nữa ha. Thì giờ giá nó là 14 triệu rưỡi anh em ha, 14 triệu rưỡi và 19 triệu 500. Nó nhỏ nhọn thôi nhưng rất là nặng. Bộ cũ đó, nó rất là khủng khiếp ha. Đây. Vừa ra anh em nào có nhu cầu thì hết đất 800 thì vẫn còn ở đất 800 này anh em ha, 14 triệu. Giờ mà đất 800 325 úp gầm. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip ha. Và giá của shop BMW CDM là 19 triệu rưỡi ha, và 2500 thì nó là 14 triệu rưỡi. Thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo ha. Rồi thì em cũng xin kết thúc clip, và giá em đã bao gồm ship cho anh em. Chào rồi, em xin cảm ơn anh em.